Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Vâng, ở clip ngày hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một chiếc đầu của hãng Cufay có model là DP450. Đây là một chiếc đầu mới nhất hiện nay của cái series của cái model đầu 4. Và đây là một cái series mới nhất được sản xuất trong năm nay. Và hàng này hàng em từ ship từ Nhật về. Và đây là chiếc đầu tích hợp đầy đủ các công nghệ mới nhất bây giờ. Và bây giờ em sẽ bóc thùng và quay chi tiết cho quý vị, cũng như mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái mức độ đẹp của sản phẩm này. Vâng, em đã bóc xong cái thùng và bây giờ em sẽ quay cho các bác cùng trải nghiệm. Đây là hàng mới tinh luôn các bác nhé. Đây là hàng mới tinh luôn. Vâng, đây là cái hộp phụ kiện của nó đây. Đây là đây, hộp rất là mới luôn. Đây là dây nguồn này, khiển này và dây AV này. Và đây pin này, pin khiển này. Đây là một chiếc đầu rất là mới và mới nhất trong năm nay của series đầu 4. Vâng, em đã lấy xong chiếc đầu CD Acufay DP450 cho quý vị và các bạn cùng nhìn ngắm cái mức độ mới của sản phẩm này. Hàng này hàng mới tinh luôn các bác nhé, hàng mới tinh luôn, chưa sử dụng ở tại Việt Nam luôn. Hàng mới tinh luôn các bác. Nhìn cái đầu mili luôn. Đây. Dòng này là có các tích hợp như giải mã này, đường quang này, USB này. Đấy. Và ba lăng này, đường ba lăng này, rất mới luôn các bác nhá. Nói chung là hàng này thì hàng mới tinh rồi. Đấy, hôm nay em khui thùng luôn cho các bác cùng nhìn ngắm chiếc đầu CD Acufay DP450, hàng mới tinh, hàng ship từ Nhật về. Nhìn là xứng đáng đồng tiền luôn. Nhìn rất là đã mắt luôn. Và đầy đủ tất cả các phụ kiện. Vâng, video khui thùng chiếc đầu CD Acufay DP450 đến đây em xin dừng. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Chiếc đầu CD Acufay DP450 này, hàng mới tinh, em đang bán với giá rất là tốt cho các bác luôn. Giá tại Việt Nam bây giờ đang bán là 130 triệu. Giá bên em có cái mức giá rất là tốt, chỉ có 102 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ, em xin cảm ơn.